À, một cái câu mà mọi người đang rất là hỏi và tôi nêu một cái câu điển hình thôi, đó là bạn Khánh Nguyễn muốn hỏi chủ tịch quận 7: tôi đọc báo thấy quận 7 tuyên bố kiểm soát được dịch, xin hỏi là tiêu chí nào để xác định là quận đã kiểm soát được dịch? Về cái công tác phòng chống bệnh dịch Covid-19 và kiểm soát được cái bệnh dịch trên địa bàn quận 7 thì thực ra thì như báo chí có đăng thì nó cũng không hoàn toàn chính xác. Tại vì thứ nhất là quận 7 không có gọi là tuyên bố kiểm soát dịch, mà quận 7 là báo cáo về thành phố về cái kết quả kiểm soát dịch của quận 7 thực hiện theo cái kế hoạch của thành phố. Thì cái kế hoạch của thành phố đặt ra cho 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức á, về cái công tác kiểm soát dịch á, nó dựa trên 5 cái tiêu chí. Thứ nhất á, là làm sao kéo giảm được cái tỷ lệ tử vong của người mắc Covid. Cái thứ hai là không để các cái trường hợp mắc Covid, tức là các cái trường hợp F0 á, chuyển nặng và không được điều trị. Cái thứ ba là các quận huyện phải khẩn trương xét nghiệm để mà mở rộng cái vùng xanh, có nghĩa là cái vùng sạch, cái vùng mà không có bị lây nhiễm. Và cái thứ tư là các quận huyện là phải duy trì và kiểm soát được cái lây nhiễm, không có để lây lan, không có để phát sinh thêm những cái ổ dịch mới. Và cái điều kiện cuối cùng đó là người dân trên địa bàn của 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức là phải được tiêm vaccine mũi 1 trên 70%. Thì đây là 5 cái điều kiện thành phố đặt ra cho công tác phòng chống dịch. Thì quận 7 báo cáo kết quả với thành phố là quận 7 cơ bản kiểm soát được tình hình bệnh dịch trên địa bàn, dựa trên là quận 7 là đạt được 5 cái tiêu chí này. Đó. Thì thưa với anh Linh, với anh Tự Do thì nó là như thế. Tức là hiện nay là tỷ lệ tiêm vaccine của quận 7 thì đã là 98-99%, phủ hết rồi đó. Phủ hết rồi. Cái thứ hai là trong vòng 1 tháng qua thì không có một cái ổ lây nhiễm mới. Cái thứ tư là cái tỷ lệ vùng xanh trên địa bàn quận 7 hiện nay là đạt 68-69%. Tỷ lệ vùng đỏ và vùng cam thì giảm xuống còn có 25% hơn. Cái nữa là cái mô hình y tế và cái điều trị chăm sóc sức khỏe cho F0 thì quận 7 là đối với các cái trường hợp F0 mà khỏe mạnh, không có triệu chứng, không có bị béo phì thì là quận 7, và đảm bảo các cái tiêu chí về cách ly tại nhà thì quận 7 sẽ có các cái trạm y tế lưu động và cái tổ y tế cộng đồng là sẽ chăm sóc sức khỏe cho các cái F0 này tại nhà, phát những cái gói thuốc của thành phố đưa về, cái gói thuốc A, gói thuốc B, C. A, B, C, và thăm khám online để mà nắm bắt ban đầu là đối với các F0 mà khi bắt đầu có triệu chứng, và khi có triệu chứng thì sẽ đến nơi để thăm khám để sàng lọc, và khi thấy cái lượng SpO2 mà đối với mỗi người mà nó dưới 95%, hoặc là có hiện tượng khó thở, có cái hiện tượng là mất các cái khứu giác, vị giác hoặc tê đầu ngón tay thì là lập tức sẽ chuyển về các khu khu cách ly tập trung của quận, hoặc là cái bệnh viện dã chiến của quận, hoặc là nặng hơn nữa thì chuyển thẳng lên bệnh viện quận 7 hoặc các bệnh viện tuyến trên. Thì như vậy á, là cái mô hình này ở quận 7 đang làm rất hiệu quả và F0 được chăm sóc tại nhà rất là tốt, và cái tỷ lệ mà F0 trở nặng trong vòng 1 tháng nay rất thấp, và cái tỷ lệ tử vong tại bệnh viện dã chiến quận 7 thì trong 2 tuần nay là chỉ một ngày là 1 đến 2 ca thôi, là thấp. Đây là có một tín hiệu vui. Tức là dựa trên 5 tiêu chí này là quận 7 báo cáo với thành phố là cơ bản kiểm soát được cái tình hình bệnh dịch trên địa bàn quận. Hay quá, hy vọng rằng đây cũng là một cái mô hình, mà đây cũng là một cái tin vui mà sắp sửa các quận khác sẽ có hết luôn ha.